Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, vâng theo lời Phật dạy, đạo tràng Thiền Viện Minh Quang Tây Úc, chúng con tôn tạo bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên, bảo tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo và bảo tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Nhập Niết Bàn, để cho thập phương tín đồ bổn đạo đến chiêm bái lễ lạy cầu nguyện. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2016, nhằm ngày 26 tháng 7 năm Bính Thân, các bảo tượng đã hoàn tất. Chúng con thành tâm thiết lễ an vị, lễ hoàn nguyện cổng Tam Quan Thiền Viện Minh Quang Tây Úc và lễ Vu Lan báo hiếu, cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni đến chứng minh gia trì chú nguyện. Giờ đây để cho buổi lễ được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đại diện Tăng Ni và Phật tử Bổn Tự xin đảnh lễ cung an chức sự. Một, Hòa Thượng Trưởng Lão Thượng Quyền Hạ Tôn, Viện Chủ Bảo Vương Tự Victoria, Tăng Giáo Trưởng Hội đồng Giáo Phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Úc Đại Lợi và Tăng Tây Lan, đệ nhất chứng minh, kim dân hương sái tịnh lễ an vị bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Phật Thành Đạo, Đức Phật Nhập Niết Bàn và ban đạo từ lễ an vị trong chánh điện. 2. Hòa Thượng Hậu Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Úc Đại Lợi và Tăng Thái Lan, Phương Trượng Pháp Bảo Tự Sydney, đệ nhị chứng minh, kim chứng minh, ban đầu từ cho lễ Vu Lan dân y và dân hương bạch Phật cho khóa lễ cầu nguyện trong chánh điện. Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Hiếu, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Úc Đại Lợi và Tăng Thái Lan, Tăng trưởng Tăng đoàn Khắc sĩ Úc Châu, Viện chủ Tổ đình Thiền viện Minh Quang Sydney, Phật và Adelaide, đệ tam chứng minh, kim hướng dẫn, tụng kinh Vu Lan, cầu nguyện trong chánh điện. Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Trí, Giáo phẩm Giáo đoàn 3, khách viếng đến từ Việt Nam, đứng hàng chứng minh hộ niệm. Ni sư thể viên việt chúng trong lễ an vị. Sư cô Thảo Liên Vina trong lễ an vị. Sư cô Thảo Liên việt chúng trong lễ tụng kinh Vu Lan. Sư cô Như Liên Vina trong lễ tụng kinh Vu Lan. Và chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tòa Chư Đại Đức Tăng Ni đồng để tâm thanh tịnh, hộ niệm cầu nguyện cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Chư Tôn Thiền Đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đảnh lễ cúng dường tam bái.
Tăng ni địa phương và toàn thể nam nữ Phật tử phát tâm tổ chức đại lễ dân y Vu Lan báo hiếu dân y Ca Sa, và đồng thời trong dịp trọng đại này, toàn thể tăng ni và Phật tử tại Tây Úc chí thành cung thỉnh chư tôn đức trưởng lão hòa thượng trong giáo hội quang lâm về đạo tràng để chứng minh cho lễ hoàn nguyện và an vị bảo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, an vị chư tôn tượng Đức Phật Thích Ca thành đạo, Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn,
và chứng minh gia trì cho buổi lễ cầu nguyện hôm nay. Vào giờ này, chư tôn của giáo hội và toàn thể tăng ni cũng như các Phật tử các tiểu bang Sydney và Nam Úc cũng như Victoria đồng quang lâm trước bảo tượng vào giờ phút này trang nghiêm và thanh tịnh. Kính mời toàn thể chư nam nữ Phật tử, xin các vị giữ trang nghiêm thanh tịnh để cho buổi lễ được viên mãn, cũng đồng thời để cầu nguyện cho sự chứng minh của Đại Từ Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Chúng con xin được thành tâm cung thỉnh trưởng lão hòa thượng chứng minh đạo sư, cũng là hòa thượng tăng giáo trưởng của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và tăng Tây Lan, cũng như cung thỉnh hòa thượng hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Úc Đại Lợi và tăng Tây Lan, phương trưởng chùa Pháp Bảo. Xin các ngài vũ lòng từ bi vì tăng ni Phật tử địa phương và ban tổ chức chúng con để nhất cứu nhất kệ chú nguyện, cũng như thành tâm làm lễ an vị và chứng minh cho buổi lễ hôm nay được thành tựu viên mãn. Chúng con đê đầu cung thỉnh. Vào giờ này xin được cung thỉnh hòa thượng chứng minh tăng giáo trưởng làm lễ niêm hương. A Di Đà Phật. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Nam mô quá khứ tỳ lô giá na như lai. Nam mô lạc bang giao chủ A Di Đà Như Lai. Nam mô từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại từ bi phụ tâm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quang thế âm Bồ Tát. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát A Tư Thời Tuệ Tại Vĩnh Thăng Niên. Phật lịch nghị thiên ngô bách lục thập niên. Thường trụ tam bảo quang giang đạo tràng chứng minh gia hộ viện chú tỳ kheo Thích Minh Hiếu. Trụ trì quang minh thiền viện Thích Minh Hội. Cập chư thiện ngày nam tín nữ đăng văn tập. Quang thế âm Bồ Tát tôn tượng. Từ thời đệ tử chúng đang trì tụng kính chú xưng tán hồng danh vì thịnh an vị Bồ Tát Quan Thế Âm tôn tượng nguyện Bồ Tát từ bi phong ngọc hào quang gia hộ thiền viện thiết tăng ni tứ chung nhân đăng giai quy y tam bảo pháp đại bồ đề tâm nguyện Phật từ bi chứng minh a gia hộ.
Pháp Vương Vô Thường Tôn Tam Giới Vô Luân Thật Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tư Sanh Chi Tự Phụ Ư Nhất Niệm Quy Y Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp Xưng Dương Nhược Tan Thang Ức Kiếp Mật Năng Thầm Nhưng tâm đành lệ Nam Mô Tầm Hư Không Biện Pháp Giới Qua Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Miền Thạnh Tăng Thường Trụ Tam Bảo Nhưng tâm đành đề Nam Mô Hiện Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nhưng tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Phật ra phật sam phật ra nhau lo
ca lu ni ca yang tăng bằng ra phan giê xu đang na đang ta nam mô tăng kiên lăng đây mong ma đi ya ba lô kiếm đề thân quan ra lăng ta ba nam mô na ra cấm kỳ ê đi ma tăng na mê tăng ba tha đâu du băng a thế dương ma tăng đa na ma ya ma phan đang đầu đang niết thắng a ba lô ê ca rê ca ra đê di ê đi ma bồ đề tăng đa tăng bang ba ma ra ma ra ma ê ma ê đi đa dương lô tu lô ít mong đồ lô đồ lô phan xa ra đê ma phan xa ra đê ra 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 đi 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 thắng phân ra ya ra ya ra ma ma phan ma ra mung đê lê ye ye thân na ra sâm phan ra ra ya ô lô lô ma ra ô lô lô ê đi ta na na tăng đi tô rô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đa gia bồ đa gia di đà di gia ra răng đi 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 răng đi na ya ma ta ba tăng đa gia ta ba ma tăng đa gia ta ba tăng đa ra ra di ta ba ra na ra ta ba tăng ra tăng na môn tư gia ba ta ba ma tăng đa dạ ta ba ma dạ kiến ra tăng đa dạ ta ba ma na yên tăng đa dạ ta ba na ra cần tri ban đa ra dạ ta ba ma ba lê tăng yết ra dạ ta ba nam mô an trang mô a di đà lô kiên đề thương bằng dạ ta ba hán tăng điên đô mang đa ra mang đa dạ ta ba hán bồ tiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ra ra na na ra dạ dạ nam mô a di đà ba lô kiên đề thương bằng ra dạ bồ đề ba ya ta ta ba ya ma ca lu ni ga ya bằng ra ta ye so ra nam ga nam mô tăng kiên lăng đây mong ma ri ya ba lu kiên đương ra lăng đa ba nam mô na ra cân tri he ri ma bằng đa sa mê ta địa đề ni tăng phật ra 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 ma ra môn đề lê ê ê thân nàng na ra sâm phân ra lời phân sâm phân sâm phân ra giáo lô lô ma ra ô lô lô ê mê ta ra tăng kê tăng kê rô tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đa gia bồ đa gia di đê ri gia nàng đê đê ri sáng đê na gia ma dù nghe thân bằng ra gia ta ba na ra cần tri ta ba ra ra ta ba đất ra tăng a một thứ gia ta ba ma tăng đa gia ta ma gia kiết ra đa gia ta ma đa ma yên thân đa gia ta ba na ra cần tri ban đa ra gia ta ma ba lợi thắng yết ra gia ta nam mô a di đà ba lô kiên đề thương ban ra gia ta tân điện đô mạng đa ra ba sa gia ta ba nam mô thập phương thượng trụ tam bảo nam mô thập phương thượng trụ tam bảo phương thượng trụ tam bảo phụ thử thủy gia bát công đức thị thừa thiên chân
tiên thể chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hóa tàng giới ca trung, vô sở bất siêu luân, tuệ bất tai thủy diệu cực pháp thắng trần bất diệm trần, phán tác từ kỷ đạo nội ngoại trung gian vô trượt, huệ thanh hiền ưu hiển tổng thanh lương, bồ tát liễu đầu cam lộ thị năng nhân nhất ca đức biến thần phương hậu trang tiêu trợ linh thử đạo tràng hợp thanh tình tặng đề diễn đảnh lễ thần cư chi nghệ kim sơn tăng đại chuẩn đề vị nguyên từ bi tùy gia hộ nam mô tam bồ đà cư chi nam đảng điện thăng chiến lễ chu lễ chuẩn đề ta ba nam mô tát đa nam tam miếu tam bồ đà cư chi nam đảng điện thăng ba mô tăng đa nam tam miêu tam bồ đa cô chi nam đát điện thang chiếc lê chu lê chuẩn đề ta ba bố môn thị hiện cứu khổ tập thịnh từ bi thuyết pháp độ mê tăng phu cảm ơn tùy hành tư ơi thân anh bác đàn vịnh vô xâm nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Tạng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Quang Thế Âm Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại
Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Bản di lặc nghe ra nam tính tô đàn bồ đạo tinh đằng ta nam ni ra đệ chân đăng càng đệ ta ba nam mô a di đà phật ya na tha ya na ya na ni ya tha di đi đô ma tê di đi đa tân đăng ba tê di đi đa tì ca răng đê a di đi đê ta lai ra ya di đi Ya na chi đa ca lê ta ma tiểu nguyên nữ chớ đủ nam mô bát đa nam mô đàng ma nam mô tăng gia nam mô thân ni ma ni ni gia đàng ni gia ta ba di phu lâu na gia di tam mang đa đa sa ni ma ti a na gia di tam mang đa ti ni gia di ma ta di gia ba di ba đa ba di tăng di ba la ta tam mang đa tu văn đề đề phu lê na li na đằng ma đề ma tăng đề ma a di lăng đề lâu ba tăng kỳ đề đề ti tăng kỳ đề tam mang đa tha nam đa la ni ma ba nhã ba la mang đa tâm kinh quang tự tài tăng an tâm ba nhã ba la mang đa tiên ngũ quần giai không độ chúng ta lời từ không bằng gì không bằng gì rằng rằng tương tì không tương tì sáng tỏ tường hành tận diệt phục như thì xa lời tư thì chư pháp không tương sanh bằng diện bằng cầu bất tịnh bất tăng bất danh thân anh thân vô nhân di thị thiên thần vì vô sanh thân thân vì xung quanh nhân giới này chỉ vô ý tương giới vô minh diệt vô minh tăng này chỉ vô lào tự diệt vô lào tự tăng vô bồ tập diệt tăng vô đăng di vô sơ đăng tu thì tâm loại văn nhã văn lăng đa vô
tâm độ quay ngày qua ngày cô vô cùng vô biển ly niệm đó mong tương tu canh niệm bà tam thế chư phật y ba nhà ba la mật đa cô răng chư lâu na ra tam biểu tam bồ đề cô ri nhà lang đa thi đà đằng tu thi đại minh chư thi vương tu thi vô đàm đằng chủ nương từ nhân thiên khỏi chân thiên ngữ tu thi ba nhà ba la đa tung thiên tu kiên đề đề ba la đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng yên đề đề ba la yên đề ba la tăng đề bồ đề tăng yên đề đề ba la yên đề bồ đề tăng đề bồ đề tăng ba nguyện ngày lành đêm mang lần đêm ngày sau thời thương an lành tông ca tăng thời tiểu an lành nguyện chư hộ pháp tương ứng hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời thương an lành tông ca tăng thời tiểu an lành nguyện từ bi thường cha hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời thương an lành ca tăng thời đều an lành nguyện thường cha thương cha nam mô tiêu tai giang căn tường bồ tát nam mô tiêu tai giang căn tường bồ tát nam mô tiêu tai giang căn tường bồ tát nghĩ phục nguyện Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thượng Truyền Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thái Dân An Căn Qua Đồng Tức Sư Sư Hưởng Thái Bình Chi Lạc Phố Nguyện Thiên Môn Yên Tịnh Hai Chúng An Hòa Hộ Pháp Hoa Dương Long Về Đảo Tràng Nhi Kiết Khánh Phổ nguyện hiện tiền đại chúng thân tâm an đạt tứ đại điều hòa tu hành tinh tấn nghiệp chướng tiêu trừ phổ nguyện pháp giới nhân thiên tình dư vô tình tê thành Phật đạo nam mô A Di Đà Phật tự thanh đông đăng hoa ta nguyện môn ba đàn tam đồ cầm mẹ nhập trì lo tân tự quy phần đương nguyện chúng sanh Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi viên mãn khóa lễ an vị tôn tượng
Đức Quan Thế Âm Lộ Thiên trong đạo tràng Thiền viện Minh Quang Tây Úc. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng, Hòa Thượng Hộ Chủ quay ra phía ngoài để đi ra phía cửa bên tay trái, sau đó sẽ mở cửa chính để khai quang cho cái cổng tam quan và hướng dẫn các Phật tử đi ra phía bên tay phải để dự cái lễ an vị tôn tượng. Xây hướng về tôn tượng của Đức Phật Thành Đạo để đợi Hòa Thượng chứng minh đạo sư cũng như Hòa Thượng Thạch Chủ sẽ dâng hương làm lễ an vị tượng Đức Phật Thích Ca Thành Đạo. Nam mô Thập Phương Thượng Tổ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo.
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tam Giới Đạo Sư Tứ Chánh Từ Phụ Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Tam Giới Đạo Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Cư vị Phật vì thế gian chúng sanh giúp thế khai thị ngộ nhập tri kiến môn khổ ân quần tâm quán đàm chư pháp dục thử chúng hòa sanh khai ngộ nhập tri kiến môn nhất thiết chúng sanh giai hữu phật tánh nguyện phật tự bi khai thị phân quang chúng sanh thử phật lực siêu thoát tam độ vinh y khổ thu. Nam Mô Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ vị tế tại bính thân niên bất nguyệt nhi thập lục nhật quang minh thiền viện viện chủ theo mình hiểu cầu thầy thích minh hầu vì các đại thử nhân viên an vì tôn tượng lộ thiên khử thầy an vì Thích Ca Phật tượng nguyện từ phủ Thích Ca Mâu Ni các đại chúng minh viên vì hoàng dương Phật pháp nguyện Phật từ bi gia hộ chúng sanh tùy tâm bảo con lễ tích cực thượng năng nhân tâm kỳ tử viện tu nhất ô thức giáng thần tường tự bảo vệ ông tòa bồ đề tòa đạt phá ma quân dục đồ minh tinh đạo thành giảng pháp lâm tam thừa chúng đang quy tâm vô thanh dữ chứng hiện tiền đang quy tâm vô thanh tóc chứng tham lăng nghiêm hồi thượng quang bồ tát nam mô lăng nghiêm hồi thượng quang bồ tát nam mô lăng nghiêm hồi thượng quang bồ tát diệu tam tông tỳ bất lăng tông mê thủ lăng nghiêm vương thế hòa tiêu ngã kiên niên đạo tượng lên quang tự lạnh phong văn hóa huyền kim đăng quả thành bảo vương hoàn tổ như thầy đàn xa chúng ma tương thủ lâm tâm thần tâm ca tự tăng danh vĩ bao vạn âm ma phồn thịnh thế tôn vị kinh minh ma thủ tượng an phố vệ tuyên nhập ma như dịch chuyện ngày nam mô thiền tự tam phương quang
Nam Mô Thượng Tổ Phạm Phương Quang, Nam Mô Thượng Tổ Phạm Phương Tăng, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Phật Lãnh Tụ Phạm Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Tiên Vương Phạm Bồ Tát, Nữ Thời Thế Tôn Tùng Dục Thế Tôn Dục Bách Bảo Quang Quang Tinh Dục Đức nhất nhất quang minh giải biến thời hiện Phật mạng hà ca kim cang mang tên cảnh đường đi tự biến người thân giới đại chúng ngưỡng quang quy ai kia bảo cầu vàng ai hội nhân tâm đến Phật đơn quang quang như lai tiền biến vàng tu an na na lệ tử ta đề đề đa bản trà la đà câu trần nghiệp từ lo hoa tạng giới có cùng đồ sứ bất thiệu luân thủy bất đầy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phật tự quyên kỳ đội ngoại đáng địch đàn tiền phái khô mật tắc dương xuân quế ban như thần tịnh độ tre vị nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm ưu yến tống thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thị đăng lên nhất lít biên thập phương kinh chuyên câu quê tổng quyên kịch lên thử phá đạo càng thường thanh tịnh gió hữu mật ngon cấm đường trì tùng ni ba lê ba lê tổng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vàng lên đèn xe xem vỡ vàng lên đèn xe xem Yeah.
tạng thế cây đề ra đi tông đồng đề ca ca nài tông mắt mô ca đề ca đề thân đề ma an nài ra băng rì ngoà rì ca nam mô băng trà băng đề đề thân ca đề ma Thank you.
Đệ tử Viện Châu Tỳ Kheo Thích Minh Hiếu, đệ tử trụ trì Thiền Viện Minh Quang, Thích Minh Hội dân tập nhập niết bàn tôn tượng. Đệ tử chung đăng nguyện an vị tôn tượng, nguyện thế thế thanh thanh thù diệu nhân, qua nhất thế chúng thanh quy hướng đảnh lễ niết bàn tôn tượng. Tức thị đất đại thừa nhân duyên thị kim di thứ đại chi đạo tạc thường văn kinh điển thường kiên chư Phật pháp thân. Nguyện từ phụ Thích Ca Mâu Ni chứng minh công đức, nhưng tâm đành lệ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phật Giới Qua Hiền Kỳ Lai Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nhưng tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Từ Bổn Sư Thị Hiện Niết Bàn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Thự Thị Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Long Hoa Hội, Long Hoa Tam Hội Đệ Tử Chúng Đăng Nguyện Tương Phùng Mang Ban Nhã Ba La Mạng Ra Tâm Kinh Hoa Tự Tại Cổ Tát Nhân Tâm Ban Nhã Ba La Mạng Ra Tời Chiếu Chí Ngũ Ông Lê Công Lộ Như Chiếu Hổ Sa Lê Lư Thái Lê Lê Ông Văn Thị Trang Tâm Thị Không Tâm Thị Răng Sa Tân Hành Tâm Diệu kiến trung gian vô thiệp tánh thị cố nhược giao lô kiết giải đồng sở nhân thanh phàm vô nhị độ nữ quan vào trung tánh không hữu nhị cu phi mê hâu tức vô bình phát minh tiền giải thoát giải kiết chân thứ đệ lục giải dứt diệt giao căn tiến trạch viên thông nhập lưu thành tranh giác đà na vi tế thất
chân vi chân cũng nghe hả thường bắt hai diễn tự tâm thấu tử tâm phi quyển sạch quyền pháp bất thấu vô phi quyển tượng bất tranh quyền pháp dân hạ lập thị danh diệu liên qua kim cang vương bửu giác như quyển tam ma đề đàn chỉ siêu vô hợp thứ a tỳ đạt bôn thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn nghĩ mâu ni nam mô đại phật đảnh ma đơn đơn đơ bạn đơn ra nam mô đại phật đảnh ma đơn đơn đơ bạn đơn ra nam mô đại phật đảnh ma đơn đơn đơ bạn đơn ra nam mô đại phật đảnh ma đơn đơn đơ bạn đơn ra nam mô đại phật đảnh ma đơn đơn đơ bạn đơn ra nam mô đại phật đảnh ma đơn đơn đơ bạn đơn ra nam mô đại phật đảnh ma đơn đơn đơ nam mô đại phật đảnh ma đăng đăng đa bang đăng đa nam mô đại phật đảnh ma đăng đăng đa bang đăng đa nam mô đại phật đảnh ma đăng đăng đa bang đăng đa nam mô đại phật đảnh ma tất đắc đa bát đắc la nam mô đại phật ma đăng đăng đa bang đăng đa nam mô đại phật đảnh ma đăng đăng đa bang đăng đa nam mô đại phật đảnh ma đăng đăng đa bang nam mô đại phật đảnh ma tăng đăng đa bát đắc la nam mô đại phật đảnh ma chư thiên đệ tử mô ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca Thank you.
sư thập ngũ hiền thuyết pháp độ thanh thành tự viên mang nguyện pháp giới chúng thanh tịnh giữ vô tịch đồng viên chúng thế. Tình chữ do tình tề thầm có đào bằng núi cao tình mẹ
Mẹ tôi vẫn nuôi ấy, mẹ nhớ về con mình, mẹ nhớ với thăm hai, mẹ nhớ ngoài thăm về với làng quê nghèo, về với tiếng âu ơ, mẹ hát ngày năm vui. À ơi ơi tiếng vô vẫn chưa hè, đêm đêm tiếng mẹ còn xuống
bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang có mẹ, đang có mẹ tình thương. Nếu mai này mẹ đi có mất đi như đó hoa không mặt trời, như trẻ thơ không buồn mẹ mình không lớn khôn thêm, như bầu trời yêu anh sao đêm. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ mẹ là bài hát thuần tiên, là nắng ấm trên cao, là mặt sáng chân sao, là ánh đuốc trong đêm thì là ngôi. Mẹ là lộn mía ngọt ngào, mẹ là nai chuối buồn cao, là tiếng dê êm thô, là nắng sáng lấp lánh, là viên viên yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu và nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết thấy không, biết gì biết là con thương mẹ không? Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo
nhằm ngày 26 tháng 7 năm Bính Tân, tại tiền nhiệm Minh Quang Tây Úc, Phật tử và hàng tăng ni và hàng Phật tử chúng con có tổ chức lễ an vị Bồ Tát Quán Âm và đại lễ Du Lan Báo Hiếu Văn Pháp Y Ca Sa. Ôi thiết ta nhìn tượng Quán Âm, lộ tiên Bồ Tát ngự tòa qua xem, nhìn bức tượng Quán Âm dù là tượng nhưng chúng con cảm nhận được Bồ Tát gieo tình thương cho tình thương đem từ bi trải khắp đường đau khổ, chân lý Quán Âm, chân lý nhiệm màu. Ôi biết bao là con đứng đến gần gũi và quá gần gũi, gần như bóng mẹ hiền hiện rõ trong lòng chúng con, những dòng suối hiền hòa cho con tắm mát, nhưng những giọt cam lòng làm nhẹ bớt khổ đau. Thật hạnh phúc biết bao khi chúng con hiểu ra rằng Bồ Tát Quán Âm luôn luôn che mát chúng con, dìu dắt chúng con tìm về cội nguồn của tâm linh, của tự tánh mà mọi chúng sanh đã tạo nghiệp từ vô thủy. Mùa đông lại về gợi nhớ cho hàng Phật tử chúng con, hàng năm tháng bảy mùa Du Lan Thánh Hậu, mùa mà những đốt hoa hồng đỏ thắm được cài lên áo những ai được diễm phúc còn cha còn mẹ, và những đốt hoa trắng sẽ âm thầm cài lên trên áo những ai bất hạnh mất mẹ mất cha. Mùa đông giá lạnh lá vàng rơi, hạt mưa nâu rào rào phủ gian đồng, một kiều yêu gương sáng mãi còn đây, mùa báo hiếu ân sâu đồng đợt để nhớ. Giờ đây hàng triệu trái tim những người con Phật đang dâng trào lên với bao cảm xúc vô biên khi hoài niệm đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Mùa báo hiếu nhớ ân cha dưỡng dục, hội Vu Lan tưởng niệm nghĩa sanh thành. Giờ đây con trẻ lên danh, hỡi ơi chiếc lá xa cành còn đâu. Trong giờ phút thiêng liêng trọng đại này, chúng con mới thấm thiết nỗi cô đơn trống vắng của cõi lòng con khi mất mẹ mất cha. Lặng nhìn trên áo màu hoa trắng, cõi trần gian nay vắng mẹ cha, chạnh lòng con trẻ xót xa nhớ ông sanh dưỡng mẹ nhỏ quanh mi. Chúng con nhận biết chữ tự quy sanh kỷ, họp rồi tan định lý vô thường, nhưng chúng con vẫn không sao tránh khỏi sự xúc động nghẹn ngào khi thấy Vu Lan về trên áo con màu hoa trắng. Dâng lời Phật dạy tạm gác niềm sầu, nhân hội Vu Lan chúng con nói gương hạnh của Đức Phật Kiền Liên, với tấm lòng thành kính hàng Phật tử chúng con thiết lễ trai viên sẵn sân tốt sợ, kính dâng lên cũng dường chư tôn thiền đức với những chiếc y ca sa nói truyền Thích Ca chánh pháp ngàn xưa còn lưu lại, mà hình bóng chư tôn đức là sứ giả của Như Lai dân du khắp mười phương để tùy duyên quá độ. Những tấm gương từ hạnh luôn luôn dìu dắt chúng con trên bước đường tu hành. Hương mùa hiếu hạnh thoảng bay xa, qua đạo vàng tươi chốn Phật Đà, tu tịnh hoàng dương ngôi chánh giác, y vàng chân cúng ngưỡng ca xa. Ngưỡng mong chân tôn tiền đức chứng minh cho chúng con được gọi nhìn công đức. Công đức này nguyện hồi hướng cho cụ quyền thất tổ,
và tất cả chúng sanh đang trầm luân trong cảnh giới khổ đau, nhờ phước báo này được an lạc giải thoát, đồng cầu nguyện cho phụ mẫu tại đền lục thân quyến thuộc tật bệnh tiêu trừ, đầy đủ hạnh phúc ấm no. Sau cùng chúng con nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý ngài Phật thể kinh an, đạo quả chống viên thần, và kính chúc quý Phật tử hưởng một mùa du lan hạnh phúc an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Công Dạ Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát Bát Đại Chứng Minh. Và xin mời đại tất bật gia nghi, xin mời đạo gia nghi chuẩn bị được khởi hành. Sợ lo tròn cũng vừa tan bão gieo vòng phương.
xin hồi hương cô mẹ thánh tổ sớm giảng sanh cộng độ tây phương những người hiện tại niên trường tân long vương tỏ an thượng lý chân nhờ tam bảo bạn ngăn nhỏ phương chúng con đều hướng được phật thân đường thiện sáng suốt tinh thần còn ngày quả phúc muôn phần bình an nay tâm được chúng phước lành con xin hồi hướng chúng sanh hướng nhờ mênh mông biển khổ không bờ ra trần gian chìm đắm mịt mờ tối đen bóng đầu đuôi bao hiện lên tam vàng rực rỡ vượt trên cao vời cơ duyên chân pháp ra đời lôi tu tối thượng độ người trăm mê tinh thần nẻo tăng cao xế mà đường vật chân thấp nê bung lầy càng buông bỏ giới chân này ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao nhiều người chung sức với nhau công phu tư chúng góp vào điểm tô đạo bàn cao quý bài phố cùng vì lợi ích chung cho thấy rằng hôm nay còn mời góp phần nguyện sinh tất cả xa gần hướng chung mỗi người ông đạo tỏ thông chư tăng căn sĩ ra công thiết bài cầu xin giáo pháp hoàn khai đường thường tỏ sáng lại hai thôn lành hiện cho đạo đức thành hành cảnh đời đông đô đổi thành tây phương nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Trong không khí trang nghiêm này, chúng con kính cung thỉnh hòa thượng Bảo Lạc, phương trưởng chùa Pháp Bảo Sydney, Hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, ban đạo từ chứng minh và sắc tấn hàng Phật tử chúng con nhân ngày lễ Vu Lan và dân pháp y Đà Sa. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại lão hòa thượng Thích Kiều Tôn, tăng giáo trưởng Hội đồng Giáo phận Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Kính bạch hòa thượng Thích Minh Hiếu, viện trưởng Thiền viện Minh Quang. Kính thưa chư hòa thượng thượng tọa Đại đức Tăng Ni, cùng toàn thể quý Phật tử nam nữ, quý quan khách vị diện trong ngày lễ trọng đại sáng hôm nay tại Thiền viện Minh Quang thuộc tiểu bang Tây Úc, thành phố Bờ. Kính thưa quý vị, truyền thống lễ phải nói rằng ý nghĩa của y pháp để cho quý vị được an tường có ba loại y. Loại thứ nhất là an đà hội, có nghĩa là hạ y. Loại thứ hai là úc đa la tăng, có nghĩa là trung y. Và loại thứ ba là tăng giờ lên, là thượng y. Hạ y là loại y thấp vùng chư tăng thực hành để đi làm công tác, làm công việc Phật sự ở trong chùa cũng như các nơi khác. Trung y là y dùng để giảng pháp, và loại y đại thuộc về y để lễ Phật. Riêng về y Katina gọi là Kasa thì nhân một mùa từ tứ nọ, một số tăng đoàn rất là khiêm tốn đi tới một vùng rất là nghèo khó, cho nên
khi đi về mãn mùa hạ thì thân thể bị lạnh, cho nên không có gì để mà che đỡ cái thân tứ đại. Do vậy mà Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rất là thương hàng đệ tử xuất gia, nếu mà theo cái đà này thì sẽ bị lạnh và không có còn duy trì được cái thân thể của mình nó hầu phục vụ chánh pháp một cách xứng đáng. Do vậy Ngài chế ra cái Ekathina để cho chư tăng có thể đệ tử của Ngài những hàng đệ theo Việt Nam đi có thể dùng vừa làm việc Phật sự mà cũng vừa để bảo hộ cho cái thân mạng của mình nữa. Do nên duyên sự từ đó mà có cái lễ dân Ekathina. Thì chúng ta hôm nay là đệ tử của Phật sau 2600 năm đã giữ được cái truyền thống ngàn đời này, và chắc chắn rằng nó sẽ còn lưu lộ mãi mãi ở trong tâm huyết của người Phật tử noi theo gương hiếu hạnh của những bậc thánh, của những bậc hiền mà chúng ta đã thể hiện được cái đạo tâm của mình qua cuộc lễ rất là trang nghiêm và thành kính. Quý vị đã tham gia, quý vị đã theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Tăng Trưởng của Giáo đoàn Khách sĩ ở tại Úc Châu, cho nên đã thiết một lễ hôm nay nó bao hàm được 5 lễ: lễ an vị ba tôn tượng Bồ Tát cũng như Đức Bổn Sư Thích Ca và Đức Phật Tổ nhập niết bàn, lễ khai quang, lễ hoàng nguyện, lễ vu lan, lễ giang ni. Đó là những lễ mà có lẽ đạo tràng này trước nay chưa hề có, và chúng tôi được biết rằng ở đây cũng là một lễ rất là cô động và thành kính với những người con Phật ở trong mùa vu lan báo hiếu. Chúng ta học theo cương hạnh của đại tôn giả Mục Kiền Liên đã thể hiện cái tấm lòng người con thảo của mình đối với mẹ hiền đã không có được thoải mái, không có được tự tại ở trong cái kiếp sống của một nhân sinh, cho nên kiếp trước đã phạm vào những cái tội gọi là không có được theo lời chỉ dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, và đã lâm vào cái cảnh ngặt nghèo khổ não là đói khát ở trong cái cảnh ngạ quỷ. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ của Ngài như vậy và đem cơm tới dân, thì bà mẹ quá khao khát được cái món ăn này, và bà cố giữ không có cho những cái loài, những quỷ khác được thọ hưởng, và bà dùng cái tay và tập cản lại thì cái bát cơm đã quá thành lửa và không có thọ dụng được. Do vậy mà tôn giả Mục Kiền Liên rất là cảm kích, khóc thương và bệnh bất lực và trở về với bạch lại với Đức Phật, và Phật mới chỉ dạy cho phương pháp báo hiếu là phải nhờ đức chúng như hải của chư tăng mười phương câu hội sau 3 tháng năm cư kiết hạ được thanh tịnh và được giới đức vuông tròn, giới định và huệ. Do vậy mà cúng dường dâng lên tới sự để cho chư tăng thọ dụng, và nhờ đó mà cứu được cái cảnh khổ của bà thanh đề mẹ của Ngài Mục Kiền Liên và đã thoát kiếp ngạ quỷ. Đó là nhờ cái duyên khởi của Ngài mà chúng ta được cái âm đức và tiếp tục duy trì cái truyền thống cho lễ dân y, lễ cúng dường tối sự trong mùa vu lan báo hiếu. Chúng tôi xin được tán dương công đức của quý Phật tử và đặc biệt là Hòa Thượng Vị Chủ đã thể hiện cái vai trò bổn phận của một sứ giả Như Lai, đã chỉ đạo cho quý vị dâng lên lễ phẩm cúng dường cho hiện tiền đại đức chúng tăng. Chúng tôi xin quan hỷ và đại diện cho tăng đoàn làm thọ của bữa này và cầu nguyện cho thiền viện Minh Quang được phát triển, và một ngày kia ngôi đạo tràng này sẽ lên huy hoàng và xứng đáng là một cái tầm mức của giáo đoàn khách sĩ tại hải ngoại nói chung và tại Úc Đại Lợi nói riêng, cũng như cầu chúc cho tất cả quý Phật tử nam nữ của Tây Úc, đặc biệt là Tây Úc có nghĩa là tiểu ban nhà, rồi có tới những tiểu ban khác, phải không quý vị? Phải tiểu ban nhà không?
Và đặc biệt hôm nay chúng tôi cũng thấy một cái điều rất là quan hỷ là buổi sáng do lòng thành của người Phật tử, do sự chú nguyện rất là ân cần, cho nên cảm động tới ông trời. Ông không có dỗ mưa, ông không có thăm dò chúng ta. Thì thôi chúng tôi nghe bước trên thị trường của Tây Úc, cảm thấy trời mưa nhẹ nhàng. Tự đoàn theo cái đà này thôi là bữa nay đó là thầy trò chắc nó lớn là trong phòng tất chiếc là ru thôi. Nhưng mà không ngờ hôm nay rất là vui, rất là tươi mát. Hồi sáng là nếu mà trời gió chút xíu nữa là mấy vị nhất là hai vị hòa thượng nên là chắc ngã trước. Mà một khi mà ngã xuống thì chắc có lẽ chủ nghĩa không ăn ổn mà làm lễ được. Đó là đôi lời chúng tôi xin gửi đến hòa thượng vị chủ cũng như quý Phật tử cầu chúc cho đạo tràng Hiệp viện Minh Quang Tây Úc được siêu minh và siêu minh mãi mãi. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Chúng con thành kính tri ân đức sâu xa của Hòa Thượng Bảo Lạc. Tiếp theo, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Nguyền Tôn, trụ trì chùa Bảo Vương, Melbourne, Tăng Giáo trưởng Hội đồng Giáo phận Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hải ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, để ban đạo từ chứng minh về ý nghĩa trong ngày lễ an vị Bồ Tát Quán Âm cho hàng Phật tử chúng con được liệu trị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Hồi nãy Hòa Thượng Nguyền Tổ bạch tôi, giờ tôi xin bạch lại ngài. Bạch Hòa Thượng, bạch Chư Tôn Hòa Thượng đang thượng tọa Đại Đức Thanh Liên. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử và nếu có thì các vị quý khách, xin kính chào quý vị. Là không biết nói sao cho cùng với trong hàng tăng sĩ Phật giáo như Hòa Thượng Minh Hiếu, ngài cũng là thành viên trong Hội đồng Giáo phận Trung ương của chúng tôi và cũng là thành viên trong Hội đồng Điều hành, và ngài là lãnh đạo Phật giáo cấp sĩ ở tại Úc Châu này. Tôi thật vô cùng tán thán công đức của Hòa Thượng Minh Hiếu. Quý vị thấy ngài còn trẻ nhưng mà thật là tài hoa. Nước Úc này mình có mấy cái tiểu bang hả? Có 5 cái không quý vị? Mà ngài đã có 3 cái tiểu bang, ngài kiếp lãnh đạo tiểu bang, cái tiểu bang quá thật tài quá. Các vị vỗ đầu chúng ta tặng ngài. Hôm nay ở tại đạo tràng Minh Quang của giáo hội các sĩ, vừa thực thi một việc làm mà rất là hiếm có, đó là an vị ba tôn tử và một lễ Vu Lan và lễ Giang Y với một cái tinh thần rất hết sức là phấn khởi và an lành chung cho toàn thể trong đạo tràng hôm nay. Thưa với quý vị, thứ nhất là chúng ta làm lễ an vị tôn tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm thì ai cũng biết cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, sự lợi tha của ngài thật là vô lượng vô biên. Thầy xin hỏi quý vị, một người niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát khi có tai nạn cầu này, rồi 1.000 người cũng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi 1.000.000 người cũng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cùng tai nạn một lúc và cùng khắp tất cả mọi nơi, như vậy thì Đức Quan Thế Âm làm sao một lượt có thể cứu hết được, cứu vớt được tất cả tai nạn đó? Nếu như quý vị là con Thế Âm thì quý vị làm sao? Bài dụng dục cái hết chỗ này cho chỗ kia phải không? Sang nhà mạng lưới có phải vậy không? Chắc là như vậy. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bởi vì
Ngài đã tôn kính nhĩ căn Thiên Thông. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã trả lời với đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, đệ tử của hỏi ông tu phương pháp gì mà ông tin được cái pháp màu vô lượng công đức như vậy, cùng một lúc mà độ tất cả chúng sanh. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bạch cho Phật rằng: con tu pháp nhĩ căn Thiên Thông. Ở trong chúng ta các vị có chứng A La Hán quả thì có được lục thân. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngoài lục thân ra còn ngài tu về nhĩ căn Thiên Thông, tức là tai nghe, nghe tất cả cái tâm niệm của chúng sanh, nghe tất cả những các cái tiếng cầu cầu nguyện, những cái tiếng khổ đau mà cầu nguyện, ngài đều đến cứ ngài giúp bằng cách thế nào. Thí dụ như bây giờ ánh mặt trời đó thì sáng khắp tất cả mọi nơi, mà cứ mỗi người chúng ta, mỗi người có một cái kiến nhỏ nhỏ, ví dụ đó là cái tâm của chúng ta, cái kiến đó ví dụ cho lời cầu nguyện của chúng ta đều nghiêng về với mặt trời, thì dù cho có một ngàn, có một triệu cái kiến đều có ánh mặt trời, phải không? Đúng không? Đúng vậy. Thì đó là cái diệu dụng đó, Đức Quan Thế Âm. Có nhiều người họ nói rằng tôi đi ngoài biển cả, hay tôi lên rừng gặp cọp chẳng hạn, tôi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền được cứu khổ. Nhưng mà chúng tôi không thấy sự xuất hiện của ngài. Ngài đâu có đánh đuổi đâu, có một cọp nó chạy, mà ngài đâu có đánh đuổi đâu, có ngài có đưa tay ra bớt đâu có, mà những cái chuyện đó khỏi chuyện. Đó là cái điều dụng Quan Thế Âm. Đây tôi kể một chuyện nhỏ, các vị nghe. Bà tên là bà Ấm, thường lên đến cái động thành đậm đó, nó một cái động ba. Hồi trước vị tiền dùng lên tu ở đó, ở trong cái động nó có một cái giếng nhỏ nhỏ, mình có thể nằm xuống rồi mình thò cái bàn tay thì đụng tới cái đáy giếng. Nhưng mà ai mà lên cái động đó thì lại cái giếng đó rồi cùng niệm chú Đại Bi, chú Đại Bi bái lòng như vậy thì cái chỗ đó đầy được, và cái giếng hoàng ngồi dậy. Thì bà Ấm bà lên đem cái chỗ linh thiêng đó và cầu nguyện. Thì hôm đó bà đi, bà gặp con cọp từ xa nó gầm một tiếng thì nó bám tới. Thì lúc bây giờ cuộc đời của bà Ấm là cuộc đời mà luôn luôn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc bây giờ khi bà thấy con cọp thì bà không phải là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mà bà thét lên một tiếng rồi thì bà hiểu rồi. Thì khi mà một hồi lâu bà tỉnh dậy đó, thì bà thấy cái mặt của bà nó rất là rớt, cái lưỡi con cọp nó liếm, cái lưỡi con cọp nó giống như lưỡi mèo, nó gai gai, nó liếm cái mặt của bà rất là hôi. Thì chừng đó bà tỉnh dậy thì bà biết rằng do những con thế âm của bà, bà mới dùng con cọp nó không phải mà. Vậy thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lại cứu bằng cách từ tâm niệm của con cọp. Con cọp ra muốn ăn thịt, nhưng mà ngài đã dùng cái thần lực vô lượng vô biên của ngài, cái tâm đại từ đại bi vô lượng vô biên của ngài cảm hóa ngay trong lòng con cọp này, nó không còn thích ăn nữa, cho nên nó bỏ nó đi. Chứ không phải là Đức Phật đủ quá hiện của ông thần cầm cây cầm gậy hay là dùng phương pháp được pháp để mà đuổi con cảm hóa này. Này chỉ biết bao nhiêu những người được viên mà khi gặp phải tài họ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì từ ngay tâm niệm của bọn hải thần đó nó phát ra từ tâm và nó nở làm cái việc đó, cho nên được thoát ra. Đó là cái điều kiện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay ở tại thiền viện làm lễ an vị tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. An vị là sao? An vị tức là thỉnh để yên đó, và một lòng tôn kính cầu nguyện Đức Phật để giáng lâm ở đó, để chứng nhận bao nhiêu những cái lời cầu nguyện của tất cả trong lời phẩm của chúng ta. Trong mặt là tôn đại thần kinh thì có một cái thần chú là bất cứ người Phật tử mà đi gặp ở đâu có tôn tượng đó, Quan Thế Âm Bồ Tát Hồ Thiên, mà mình niệm ba lần như vậy thì bài chú này nó cũng bằng cái bài chú giảng sanh. Mình chưa có cái cơ duyên để mà nói với các Phật tử, thì các Phật tử có thể chí tâm niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
tâm, và thành tâm để có thể bảo tâm. Đây là ba biết, ba theo bảo tâm thì ba cũng ba. Mà ba là như vậy, tất cả đi ở trước nào mà gặp tôn tượng đức quan thế âm đầu tiên các vị là gì nghiệp nhiều tổ chức của đời quan thế. Tổ chức của chúng ta mỗi ngày chúng ta đều có tính cách để hiện gây ra tội. Vì vậy cho nên gặp tôn tượng đức quan thế âm đầu tiên chí thành này thì tất cả tiền thiên nguyện kiến thức để các tội ác đã gây từ trước được tiêu diệt. Vì vậy cho nên cái tại hôm nay ở đây đã đến một công việc mà chúng ta đã làm lễ âm thì tôn tự đạo các Phật tử nên nhớ được đó. Lúc nào ta cũng niệm quan thế âm Bồ Tát, cái duyên và cái phước niệm quan thế âm Bồ Tát đã dài trong mình của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi có tai nạn thì chúng ta niệm thì quả có một điều cũng giống như mà tôi mới vừa nói, nói luôn luôn để niệm danh hiệu quan thế âm. Thì lúc đó dù ta không có niệm quan thế âm Bồ Tát chỉ thoát nghĩ quan thế âm Bồ Tát mà quá khả thác lên quan thế âm Bồ Tát không thành tế gì nữa thì cũng được cái gì nữa đâu. Cho nên đầu tiên các Phật tử nên gặp được quan thế âm Bồ Tát đầu tiên để chí thành tế tất cả hình tượng được quan thế âm Bồ Tát bất cứ ở nơi nào đều có một cái diệu dụng là diệt tội thiên ở quá khứ. Trong khi đó mỗi các chùa mà nhiều chỉ là một tôn tượng đã đủ rất rồi, nhưng mà hôm nay ở đây đặc biệt là ba tôn tượng một lần và tôn tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi các Phật tử tưởng nhớ đến ngài thì cái dòng tâm tư của chúng ta ngay trong khi đó hãy nhớ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thường người cái tâm của chúng tôi mỗi một cái lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng tôi nghĩ từ cái lúc ngài còn ở trên cung đời độ xuất, rồi giáp sanh xuống quả phàm, rồi đi xuất gia 6 năm khổ hạnh, rồi 45 năm thuyết pháp, rồi tây nhập niết bàn, cái dòng tâm tư rất là nhanh và nghĩ qua cuộc hành đạo của ngài. Ngài phải nghĩ ra quả đời này là muốn độ tất cả chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không phải còn chuyện giàu sang hay sung sướng đó là do những cái gì có tu hành chúng ta có vô thí có công thành và có tiền tài giữ giới hay không đó. Rồi chúng ta còn làm lễ tôn tượng cũng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà thành ngày nào thành của ngài nhập niết bàn. Chúng ta nên nhớ rằng trước khi nhập niết bàn, Đức Phật đã dạy cho chúng ta gì? Ba la đề phẩm soi, tức là giữ giới, tăng cũng vậy, tín cũng vậy, chúng ta cùng nhau duy trì giữ giới của Đức Phật dạy. Các vị quy y, các vị giữ năm giới quy y, và các vị phải giữ quy y Phật, không quy y thiên hạ quy y. Dân tộc của chúng ta, mỗi một người dân chúng ta ở Việt Nam, thì chúng ta có một tinh thần rất là nhiệt huyết, đó là của bằng bản chất của người dân tộc, hiếu đạo, hiếu ăn, thần trạng, thần vật. Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn dạy cho chúng ta biết giữ giới. Quý vị có năm giới, quý vị giữ được năm giới trọn vẹn thì khi tái sanh chúng ta sẽ làm được một con người trọn vẹn tốt đẹp. Nếu quý vị giữ thêm được 10 giới thì quý vị có thể sanh đây có đời đầu đời thành các có đời khác. Riêng những người dân tộc Việt Nam mà không có cái đạo nghĩa thờ ông bà cha mẹ và cũng không có phải là Phật tử thì thê thảm lắm quý vị ơi. Quý vị có thấy thương không? Ngoại đạo đó họ tới họ làm gì chúng ta không? Họ đem vào thờ họ ngồi rồi không? Từ cha của chúng ta, mẹ chúng ta cũng kêu họ bằng cha hết tất cả. Thì như vậy đó là một cái thê thảm cho dòng họ. Thì chưa đủ đâu, mình mà theo họ thờ làm gì? Họ hạ chúng ta xuống thành một loài thú con chim đó. Như vậy tức là cái vị trí cha mẹ họ cũng đặt, rồi vị trí bản thân chúng ta đã mất gốc và cũng còn xuống làm một cái loài không phải loài người nữa. Thê thảm bị bao nhiêu. Cho nên tôi hết sức là tham tham những người nào có duyên lành được chính là ông hải tâm và được giữ giới và được là con của Đức Phật. Trước khi nhân lành
cầu nguyện Hòa Thượng Thích Minh Hiếu. Ngài không những chỉ có ba tiểu văn mà có quyết định tương lai Ngài phải có thêm mấy tiểu văn nữa để đạo tràng của duy trì cái pháp hạnh của Ngài bên Đăng Quang được càng ngày càng cao dài. Và cũng cầu chúc toàn thể như Phật tử tu hành tinh tấn và cầu mong các Phật tử lai sanh để thoát được luân hồi sanh tử, và lai sanh nếu là làm người thì cũng vào đó không biết chừng là thủ tướng cũng không biết chừng. Kính chúc quý vị trong lai sanh sẽ là thủ tướng. Nam mô Phật. Vừa rồi là lời đọc từ của Hòa Thượng Huyền Tôn. Hàng đệ tử chúng con xin thành kính tri ân và lãnh thọ những lời pháp nhũ quý báu của người. Xin cảm ơn ơn đức của Hòa Thượng. Và sau đây lễ tụng kinh Như Lan đầu, chúng con cung kính mời chư tôn giáo phẩm và đại chúng cùng khởi thân trang nghiêm để chuẩn bị khóa lễ cầu nguyện. Dạ, quý Phật tử đồng đứng dậy, mấy thiện nam lên lấy ghế ra con, lấy cái dãy ghế này ra. Rồi nhờ các vị mà di nay thì chúng niệm chung niệm mỏ đốt nhang để hòa thượng niệm hương, xong rồi chúng ta đọc kinh Vu Lan. Vì thời gian cũng giới hạn cho nên chúng ta sẽ đọc ngắn trong cái phòng Vu Lan cũng như là phòng sám để Vu Lan. Các vị sẽ có trong cái quyển khi nào mà chúng ta đọc trang, các vị nhớ đọc ngay từ đó. Giờ đốt ba cây nhang để nhé. Bây giờ các Phật tử đọc chắp tay hướng về Tam Bảo, rồi cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh trên niệm hương, rồi chúng ta đọc kinh Vu Lan, đọc thỉnh Hòa Thượng. Chuông mỏ xin chia được hai bên đi để đánh ba tiếng chuông để cung thỉnh Hòa Thượng niệm hương. Các loài ngã quỷ, quỷ đói, quỷ khổ,
gặp tư âm linh cô hòa hồng. Từ trên nhân hầu tương tương dư xuống thị nông công thương hoặc ảo tù lạnh nữ hoặc bổ ảm ra trường. Trung tham trung dược tự gặn tự ái tham nản trung thân ôn hoàng nghiệu thề điều nước nhờ Phật. Phật khói ưu đồ giảng tranh Phật quốc. Đăng ngay Phật ma rửa nghe đồ thường ba cõi chẳng nghe ai hành. Thầy dạy tất ma trời người Thank you.